đây, đây là nho đan. Nho đan đã cắt hột lộ xong rồi. Bây giờ rửa với nhà nước hả con? Có để gì vô không? Không có để phải rửa gì hả? Bây giờ nước chưa tự nó ra cái nhớ. Hôm nay con mình nấu nước nha đam. Đường phèn lá dứa với chanh hả con? Dạ không. Có chanh hả? Xả. Không, xả đó khác luôn. À, món khác nữa. Vậy hả? Ô, nhiều món dữ vậy. Đây là nước nha đam. Nhưng mà phải rửa sạch cái nhớt này. Phải không? Dạ. Cái nhớt, cái mũi của nó ăn không có tốt, cái thân nó tốt. Nhưng mà nha đam thì rất là tốt. Cũng nó đẹp da. Rửa xong rồi trụng sơ. Vậy hả? Rửa xong rồi trụng sơ qua nước. Nước sôi. À, rửa xong rồi trụng sơ qua nước sôi. Con bắt cái nồi nước ở trên bếp á. Đây là cái nồi trụng nước uống cho nó mát. Lá dứa công dụng rất là tốt. Lá dứa là uống nó cho nó chị tata bò nó giảm mỡ trong máu các bạn. Rất là tốt. Đây là nồi lá dứa đường phèn. Nước sôi lên. Mình để đường phèn vô. Tan đường phèn xong mình cho nó hơi lờ lớ xong cái mình lấy lá dứa rửa thật sạch mình để vô. Mình tắt lửa, mình đậy lên, mình hãm nước như vậy. Rồi xong mình uống rất là tốt nha các bạn. Mùa nóng các bạn nên làm những cái món này uống nhé. Đây, rồi. Còn cái món này nữa. Dạ con, ai muốn uống đường? Đây là cái món nước, cũng nước mát, bổ dưỡng. Đây là nước xả. Các bạn lấy xả, các bạn đập dập, rửa sạch, đập dập. Nấu nước sôi để vô. Nấu sôi hồi hay là để vô hãm nước thôi con? Nước sôi để vô chừng khoảng vài phút cho nó bay cái mùi xả lên rồi mình để gừng vô luôn phải không con? À, này là uống cho nó tốt, nó có chất đề kháng chứ không gọi là chống Covid nha các bạn. Rồi khi nào mình uống đó mình múc ra, ví dụ các bạn thích uống các bạn để miếng đường miếng chanh vô, còn không thích thì nặng chanh vô, còn nếu không thì uống như vậy cũng rất là mát, có rất là nhiều chất đề kháng. Mùa hè cũng nên làm cái nước này nha các bạn. Hồi nãy mình tính quay nhưng mà con mình nó quên, nó nấu xong rồi thôi, giờ mình nói lại. Đây bây giờ cái rửa sạch xong rồi, bây giờ mình bắt nước lên cho nước thật nóng sắp sôi vậy, rồi mình để vô mình trụng trụng sơ qua rồi mình vớt ra nha các bạn. Nghe không? Trong dắp. Mọi người nghe không? Cái này gọi là thành tánh rồi. Để cho nó giữ cái độ giòn. Ở đây mình xúi cái là mua nha đam, người ta sắc sẵn luôn vậy, rất là khỏe. Có người bào vỏ là mẹ mình quá. Hả? Người ta bào vỏ là... mình người ta bào vỏ hả con? Người ta bào vỏ cũng tốt rồi, rồi mình về mình sắc. Ồ, vậy hả? Ủa con sắc hồi nào vậy? Con mới vậy. Nãy nhìn ở trên lầu. Rồi vậy chúng vậy được rồi các bạn. Bây giờ mình tắt lửa mình vớt ra nha các bạn. Đây. Đổ cho nó ráo. Mình đổ ra. Đổ ra cho nó ráo này các bạn. Đó. Sắp nước cho nó ráo thôi. Rồi mình lấy trong nước lá dứa với gừng nữa hả con? Dạ. Rồi múc mình để vô hả? Lá dứa với đường phèn. Lá dứa rồi, lá dứa với đường phèn này hồi nãy mình vớt lá dứa ra hết nè các bạn. Giờ mình trút nha đam vô. Ô ngon quá. Ôi rồi. Rồi là một nồi lá dứa nha đam đường phèn. Để ngủ bỏ vô chai rồi bỏ vô. À, uống nó mát tới khỏi đầu nón luôn. Rất là bổ. Chị ơi, ngồi uống cái nước nha đam đường phèn với lại lá dứa này uống là không cần đổi nón nha. Uống nóng cũng được mà uống lạnh cũng được. Rất là ngon, rất là mát nha các bạn. Nhớ làm vậy nha các bạn. Uống không đổi nón luôn mà. Mà mở cái lạnh á, ngủ mát. Làm một ly ra uống mới tin nè. Nước gừng. Nước gừng với xả. Đây, mỗi sáng các bạn uống này là nước chanh vô. Hoặc các bạn có thích để đường, để tí đường vô uống rất là tốt nha. Tốt phổi lắm nha các bạn. Mỗi sáng mình tập thể dục xong mình uống đây giờ. Nó nguội rồi mình rót cho tủ vô đây rồi mình để tủ lạnh nha. Hai đây. Còn đây là cái nồi nha đam. Hồi nãy nó nóng quá mình đổ vô thì nó còn nổi trên, bây giờ từ từ nó chìm nè các bạn. Cái nồi này thì có đường. Cái nồi này bây giờ mình lấy cái keo. Mình lấy cái ly ha. Mình mới cái nắp ra. Ở đây cũng có cái ly giống bên Mỹ nha. Cái keo làm cái ly. Đó. Đây mình lấy ra mình múc. Các bạn thích ăn nóng thì các bạn nóng uống nóng liền.
Còn nếu mà không thích thì mình để nguội, mình để đá vô. Hôm nay là mình bị thiếu nước quá, nấu uống mấy ngày luôn. Uống ngủ không cần nói cũng mát. Mới mới lạnh càng mát đi. Cái nha đam này mà các bạn nhai nó giòn giòn. Cái nha đam này uống cũng tốt, làm đẹp cũng tốt. Uống vô cho nó đẹp da nha các bạn. Này bây giờ đang trị corona. Nước này cho nó mát, nó có đề kháng, nước nhiều. Thì đó, có đề kháng là coi như là thôi, cũng như là phòng cho chữa, mình phòng chữa trị. Nó là phòng chữa trị chứ không phải là thuốc đặc trị. Rõ chưa? Cho nó có đề kháng, mình đề kháng dùng nó vô không nổi. Lá dứa cũng rất là tốt nha, mà mới ở đây già, các bạn lá dứa dần ra rồi. Lá dứa thơm quá ha, còn lá dứa mua bên Mỹ á con. Lá dứa đông lạnh á, nó thơm. Nó được hơi hơi cái mùi chứ nó không có thơm như vậy, thơm như vậy. Đó, đó dẫn chưa? Các bạn nấu vậy uống đi các bạn. Con vi trùng đó mà nó đụng tới cái da của các bạn, nó dâm da. Hay quá ha, mấy đứa nó cười anh liền đó. Chú hay quá ha. Cái muỗng này không múc được vậy, không lấy cái muỗng khác rồi. Đây, đây các bạn ơi, rất là ngon. Đúng rồi, ở đây hứ. Uống thử ngon. Chắc chắn là phải ngon rồi. Thơm. Thảo để đường về dừa lắm nè con. Thử muỗng nè. Tắm lên không bao giờ. Ngon quá. Ngọt quá. Vừa dễ uống. Ngon không? Quá ngon, để tôi ăn. Cái gì cũng ngon rồi, em thích uống nóng nóng cũng ngon. Rất là vừa. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye, sẽ lấy rồi. Thank you so much. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn bây giờ. Bye bye các bạn nha. Rất là ngon các bạn ơi, làm gì mà uống nha các bạn. Mùa hè nóng nực làm gì uống rất là tuyệt vời. Bye các bạn. Bye bye. Vậy chúng mình ra đây mà.